Năm qua, Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Giang luôn nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, cùng với việc phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Giang đã động viên hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế và làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều hội viên người cao tuổi đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, đem lại thu nhập cao cho gia đình. Mình cũng làm để làm sao để cho bà con trong tổ, mình hiện một số như vậy là kể cả các cái chi hội khác ở trong phường. Đấy. Thế thì để coi như vậy là có những cái để mà học hỏi lẫn nhau, để mà coi như vậy là cùng nhau nông dân cùng nhau để cùng nhau làm giàu. Triển khai cho người cao tuổi là phát huy cái tính gương mẫu, tuổi cao gương sáng, phát triển kinh tế gia đình cũng như thực hiện các cái tốt các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến nay trên địa bàn thành phố Hà Giang đã có 431 người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế tạo thu nhập, trong đó có 22 người cao tuổi là giám đốc các công ty, doanh nghiệp, chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu có thể kể đến như ông Vũ Ngọc Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Hà ở tổ 9 phường Quang Trung. Được thành lập năm 2014, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Hà đang tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Có lẽ ở đây nói đến là cái đam mê, cái kinh doanh du lịch nó cũng đam mê. Hàng ngày nhìn thấy hoa, nhìn thấy khách, nhìn thấy cái cách của mình thay đổi cái diện mạo ở đây là mình thích sống rồi, mình cũng đam mê. Thế thì cũng tạo nhiều cái công ăn việc làm cho mọi người, đồng thời cái thu nhập của bản thân gia đình rồi công ty. Đấy, làm sao để mà cũng đạt được các cái lợi ích nhà nước, lợi ích của bản thân và lợi ích của người làm, cũng phải hài hòa cái đấy thì là mới ổn định được. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Giang có gần 5.800 người cao tuổi, trong đó có trên 4.900 người là hội viên Hội Người Cao Tuổi. Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, luôn là tấm gương sáng để lớp lớp các thế hệ trẻ noi theo. Và nhiều người cao tuổi hiện nay là vẫn là đứng chủ hộ gia đình, chủ các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà có những cái doanh thu phải nói là rất là đáng lẻ. Thứ hai là đối với cái hoạt động văn hóa xã hội thì người cao tuổi luôn gương mẫu với cái phong trào là người cao tuổi được sống vui, sống khỏe. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới các hình thức sinh hoạt của hội, từ đó thu hút sự tham gia của hội viên và các phong trào, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động, người cao tuổi nêu gương sáng, hiến kế vì quê hương đất nước.